Các bạn sẽ ngạc nhiên khi mà bây giờ mình sẽ test cái chiếc quạt này để xem cái độ mạnh của nó nhé. Bởi vì nhiều bạn có quan điểm là quạt 12V bởi vì nó sử dụng điện 12V thì không thể nào mát được bằng quạt điện 220. Tất nhiên nếu để so sánh giữa quạt điện 12V và quạt điện 220 thì nó sẽ là 19-10. Chứ nếu mà để bảo mà là những cái quạt 12V này nó sẽ mạnh được như quạt điện lưới thì hơi khó các bạn ạ. Nhưng mà tuy nhiên với những cái quạt này các bạn sử dụng tận dụng những cái bình ắc quy xe máy, xe ô tô, xe điện cũ, nhưng mà những lúc mất điện thì chúng ta sử dụng 19-10 đã là rất ok rồi. Bây giờ mình sẽ bật cái quạt này lên để các bạn cùng xem này. Đấy, xem thử cái tốc độ của quạt các nhé. Thế ta bây giờ mình đang thổi vào cái cây phía đằng xa này. Và các bạn thấy này, đấy, mình đứng xa như thế này khoảng loanh quanh khoảng 3 mét. Tuy nhiên là đây cái lá cây như thế này nó rất là cứng, dày và nó đang rung lắc như thế này để các bạn có thể nhìn thấy cái độ mát của cái quạt này các bạn. Còn bây giờ mình đứng lên mình bật mình bảo nó mát thì các bạn sẽ khó dùng đấy. Xa như này khoảng 3 mét như này là ok các bạn nhé. Và dòng quạt này thì bán ra bởi vì đây là quạt mới của công ty sản xuất của điện cơ 1991. Chính vì thế mà khi mà các bạn mua các bạn cũng sẽ có một chế độ bảo hành, đó chính là bảo hành là 1 năm. Và nếu các bạn đang muốn tham khảo giá bán, muốn thử xem là bên mình đã bán được bao nhiêu chiếc rồi, hãy bấm vào giỏ bên góc bên trái các bạn nhé. Và các bạn nhìn này, rất là mát. Cảm ơn các bạn đã xem video.